Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Mất 5 tháng cho một công đoạn dài nhất để cho xe VinFast có thể xuất xưởng. Tổng cộng với 155 chiếc xe VinFast Lux được đưa đến 14 quốc gia tại 4 châu lục để kiểm tra, thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm sẽ được rút ngắn từ 8 tháng xuống còn 5 tháng. Theo ông Kevin Fisher, là kỹ sư trưởng dòng xe VinFast Lux, mới đây ông cho biết những thông tin chi tiết hơn về việc kiểm tra thử xe VinFast mà theo thông báo trước đó của hãng, có 155 xe được đưa tới 14 quốc gia thuộc 4 châu lục để thử nghiệm qua 100 bài kiểm tra nhằm đạt được những chứng nhận cao về tiêu chuẩn an toàn. Vị kỹ sư của VinFast cho biết những chiếc xe được gửi đến các quốc gia như Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Nam Phi, Australia, Hàn Quốc có hai hạng mục kiểm tra chính gồm có thử nghiệm va đập Crash Test và kiểm tra độ tin cậy Reliability Test. Ở bài thứ nhất, những chiếc xe VinFast sẽ được kiểm tra mức va đập đối với người trong khi xảy ra tai nạn. Trong bài thứ hai, xe được vận hành qua nhiều địa hình, nhiều loại khí hậu khác nhau, vượt qua hàng ngàn km để kiểm tra độ tin cậy, độ bền bỉ của xe và linh kiện trong xe. Ông Kevin Fisher khẳng định VinFast áp dụng tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu trong quá trình kiểm thử. Chất lượng xe VinFast sẽ được thừa nhận tương đương xe của các hãng châu Âu và đủ điều kiện để được cấp phép lưu hành tại đây. Các đơn vị chứng nhận đều là những cái tên nổi tiếng, ví dụ như Magna, đảm bảo việc đánh giá lại mức độ hoàn thiện của linh kiện, cụm linh kiện, động cơ, thẩm định các chất lượng giữa thiết kế và sản phẩm linh kiện đã được hoàn thiện (validation test). AVL và Bosch sử dụng các dụng cụ đo kiểm chuẩn như phòng thí nghiệm (calibration test). Không chỉ kiểm tra ở nước ngoài, xe VinFast còn được thực nghiệm các bài thử nghiệm ngay ở Việt Nam. Bởi theo ông Kevin Fisher, Việt Nam có điều kiện thời tiết khác biệt so với các nước khác và bài thử nghiệm tập trung vào các tính năng dành cho người dùng trong nước. Một điều thú vị hơn mà vị kỹ sư này chia sẻ là việc rút gọn quá trình kiểm thử từ 8 tháng xuống chỉ còn 5 tháng để xe kịp bán ra thị trường. Để làm được như vậy, VinFast đã tận dụng một số yếu tố như thực hiện nghiêm ngặt các bài thử đầu vào đối với linh kiện, cụm linh kiện từ các nhà cung cấp, tăng số lượng xe đưa đi thử tới 155 xe, nhiều hơn mức trung bình của ngành. Và cuối cùng là bởi vì VinFast thừa hưởng công nghệ từ BMW. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.